tại bờ Tư Chiến chào khách. Trưa hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2022. Rồi sớm trực tiếp bò nó xe xuống trại xong rồi giờ em xuống trại xong lấy bò đứng thần chuẩn xong em quay lại anh chị xem dễ phân biệt. Mình cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét tới chuộng bò em có xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Em quay em báo giá công khai từng con một để anh chị xem. Thấy thích chuộng chốt thì em có xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Nguyên của lô bò thì rất là đều với nhau. OB kem, hấp kem, bò rất là đẹp luôn, giá rất là mềm. Hai con phía trong nè, con số 1. Bò chiều cao của bò là 1m2 có dư, mình nói tròn 1m2 đi, bốn con này đều tương tự như nhau. Cái con đầu tiên, con số 1. Em báo công cái giá thì cái hơi là anh chị biết bò lớn. Bò này là 230 kg đáo lên, 235 kg đáo lên là ký hơi. Bốn bò này đều tương tự như nhau. Con số 1 là 23.300.000. Con số 2 là 23.300.000. Con số 3 là 22.300.000. Con số 4 là 22.300.000. Nói, cặp bò này, hai cặp bò này có giá chênh lệch có 1 triệu à. 233, 223. Bốn con này chênh lệch có cặp ngoài chênh lệch cặp trong có 1 triệu. Bò rất là đẹp luôn, đều tương tự nhau. Còn năm con bò này chỉ có giá là 18.500.000. Con số 1. Màu trắng lam vàng lam à. Con số 2. Con số 3, con số 4. Con số 5. Là nó đứng bằng nhau luôn, đều tương tự như nhau. Chiều cao của bò là 1m1, 3 phân, 4 phân. Có con thì 5 phân, mà nói tròn ra 1m1, có dư nè. 1m1, 5 phân. Thì bò này mình để giá anh chị giá rất là mềm luôn. Giá là phù hợp, nuôi đúng thời điểm mình bắt bò vô gỗ béo thì giá rất là mềm. 5 con bò này cái giá là 18.500.000. Anh chị thấy xem chuộng chốt thì em có xa nhà, em tiếp em giao tận nơi cho anh chị. Cái lô bò hấp kem, ba bi kem thế đây, con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 là 4-5 con bò này chỉ giá là 18.500.000. Em ship hàng giao tận nơi cho anh chị là 200 cây số ha, em giao tận nơi cho anh chị luôn. Con số con trắng này là con bò cơ bắp 6 múi, giá là 20.500. Con đứng kế là màu vàng lam, giá là 20.500. Con này cũng giá là 20.500. Ba bê này cái giá là 20.500. Còn ba bê lỡ đứng phía trong là 21.300.000. Lưng nách chà bè. Em quay từ chi tiết, từ móng em bao anh chị là diêm rúng phù khớp là không có, bò khỏe. Lưng nách chà bè bò rất đẹp luôn. Đó. 20.500 là 4 con. Một con này là 21.300.000. Còn hai con này là 23.300.000 bò lỡ. Đó, bò này 8 tháng lỡ lên anh chị, bò lớn rồi, bò thở dàm được hết. Còn hai con này chỉ giá là 22.300.000. Còn năm con bò này chỉ giá là 18.500.000 một con. Anh chị bắt một cặp cũng được, một con cũng được, mà hai ba con em cũng giao luôn, xe nhà đổ dầu đi. Giá rất là mềm anh chị. Anh chị bắt vô thời điểm này giá rất là mềm luôn. Anh chị thấy xem chủ chốt thì em đăng trên màn hình là số 0395168767 trại bò Tư Chiến. Cuối video em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại em. Một lần nữa cảm ơn, xin cảm ơn anh chị đã xem kênh YouTube trại bò Tư Chiến. Hẹn lại anh chị trong video kế tiếp.